Cái chủ đề này thì tức là càng có nhiều người không thuộc chuyên ngành thì càng tốt, bởi vì là cái vấn đề ý thức được cái đau và các cái phương pháp điều trị giảm đau ấy thì là trên thực tế nó không thuộc về một cái lĩnh vực nào cả, nó liên quan đến tất cả mọi người. Đấy, sau đây thì tôi xin trình bày về cái một cái góc nhìn nhỏ thôi, đấy là can thiệp đường qua da dưới hướng dẫn của chẩn đoán hình ảnh thì có thể làm gì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân đau trong ung thư phổi. Trước tiên mà nói thì phải phải khẳng định với nhau một điều là bản thân ung thư phổi thì không gây đau. Ung thư phổi có to đến mấy chăng nữa nhưng mà đều hoàn sẽ không gây đau, kể cả là cái khối u rất là to T3 trong phổi nhưng mà không hề gây đau. Thế nhưng những cái trường hợp mà có di căn ấy, thì là lúc đấy nó mới bắt đầu gây ra các cái triệu chứng. Thế thì di căn ở đâu thì sẽ gây ra các cái triệu chứng ở đó, và nó làm cho cái khung cảnh đau trong ung thư phổi rất là đa dạng. Khối u đó có thể là do cái xâm lấn thành ngực, có thể là do tiêu xương, có thể là do tác động vào những cái cấu trúc khác nhau, cột sống, phần mềm, hoặc là thậm chí là những cái di căn ở các cái tạng khác. Điều đó nó nói lên là cái vấn đề giảm đau trong ung thư phổi là một cái vấn đề rất là đa dạng và nó là một cái chủ đề rất là lớn. Có thể nói rằng là ung thư phổi, cái bệnh nhân ung thư phổi, một trong những cái nỗi sợ của họ ấy, đấy là cái sợ đau. Cái đau nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Thế về các cái phương pháp giảm đau ấy thì do cái hiện tượng đau nó theo những cơ chế khác nhau, theo những cái vị trí khác nhau, cho nên là các cái ứng dụng nó cũng có thể có những cái biến thể rất khác nhau. Theo cái chặng trình ấy, đau thì bắt đầu nó phải xuất phát từ cơ quan, sau đó nó truyền qua dây thần kinh về, qua cái đám rối vào tủy sống, sau đó lên trên não. Thế thì cái quá trình đó nó cũng thể hiện là các cái biện pháp giảm đau nó cũng đi theo cái chặng trình như vậy. Có nghĩa rằng là chúng ta có thể là tác động vào cái cơ quan mà nó gây đau. Ví dụ một cái ung thư di căn vào xương thì chúng ta có thể là bơm xi măng để mà điều trị tại chỗ. Thế còn nếu như mà cái tạng đó mà chúng ta không không thể tác động được thì lúc đó chúng ta có thể tìm cách Anh là vừa diệt cái dây thần kinh. Nói ví dụ như là một cái khối u T4 xâm lấn vào thành ngực. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là không làm gì được khối u nữa thì chúng ta sẽ diệt các cái dây thần kinh liên sườn để ngắt đi cái chặng trình dẫn truyền về thần kinh trung ương. Đấy, cao hơn nữa thì là chúng ta có thể là diệt một số những cái đám rối tạng. Nói ví dụ như là ung thư phổi nhưng mà di căn vào tụy, di căn vào cái đám rối tạng thì là chúng ta sẽ diệt cái đám rối dương đấy. Hoặc là có những cái di căn mà vào các cái vùng khung chậu thì chúng ta sẽ diệt đám rối hạ vị. Thế và cái chặng trình mà gần tủy nhất tức là cái hạch gai, chúng ta tác động vào cái hạch gai để mà diệt. Thế có những cái trường hợp mà đau ở cái mức độ dữ dội hơn nữa thì người ta có thể là đặt cái catheter nội tủy để mà dùng thuốc giảm đau theo cái con đường trung ương. Đây là một vài các cái ví dụ, một cái trường hợp bệnh nhân mà có cái di căn vào xương, và bệnh nhân này thì hiện nay thì chúng ta biết rằng là các cái điều trị ung thư phổi có những cái tiến triển rất là tốt. Di căn thì rất là nhiều như thế này nhưng mà các cái phương pháp điều trị, đặc biệt là các phương pháp điều trị nội khoa phối hợp với cả xạ trị có thể giữ cho bệnh nhân hàng năm trời, vài năm trời, thời gian OS càng ngày càng kéo dài. Cụ thể như cái bệnh nhân này thì là rõ ràng là người ta không sợ cái chết nữa mà người ta sợ nhất là cái đau. Một cái khối u xâm lấn, một cái khối u di căn vào cái đỉnh của cái ổ cối và bệnh nhân không thể đi lại được cả hàng năm trời, cứ ngồi trên xe như thế này. Thế bệnh nhân này chúng tôi thực hiện cái biện pháp là bơm xi măng vào trong cái ổ khuyết đó. Kết quả phải nói rằng là vô cùng là thảm bại, thất bại hoàn toàn. Tức là sau khi bơm vào một cái thì là bệnh nhân đau rất là dữ dội. Trước đó thì là chỉ dùng NSAID thôi nhưng mà sau khi bơm xong ấy, thì đêm hôm đấy là bệnh nhân đau đau vô cùng là dữ dội và không cử động được cái khớp háng. Cái lý do review lại cái vấn đề là tại sao lại như thế? Thế thì nó có mấy vấn đề sau. Cái vấn đề thứ nhất tức là cái khối u này nó nằm ngay sát với cả ổ cối. Thế và khi mà bơm xi măng vào thì chúng tôi lại không diệt cái khối u. Thế cho nên là có thể là bao nhiêu các cái tế bào khối u nó phòi hết vào trong cái khoang khoang khớp. Đấy, vấn đề thứ hai nữa là có thể là xi măng nó cũng tràn vào. Và cái vấn đề thứ ba nữa là tăng cái thể tích chung của cái khối đó, tức là ngoài cái khối u ra bây giờ lại còn thêm xi măng nữa. Thế thì cái bệnh nhân review lại trong y văn ấy, thì với những cái trường hợp này ấy, thì về mặt nguyên tắc là trước khi bơm xi măng bao giờ người ta cũng phải là diệt cái khối u đấy đã.
người ta đưa một cái kim vào, có thể bằng các cái kỹ thuật khác nhau như là sóng cao tần hoặc là microwave hoặc là thậm chí là áp đông, để diệt cái khối u đó, giảm cái thể tích của khối u. Sau đó thì là người ta mới bơm xi măng vào. Trong cái y văn ấy thì chúng tôi tìm được những cái bệnh án, đặc biệt là những trường hợp này, thì nó giống hệt như cái trường hợp mà bệnh nhân chúng tôi đã gặp, tức là có một cái ổ khuyết ở cái vùng đáy của ổ cối. Thế sau khi mà thực hiện các cái biện pháp diệt khối u, người ta bơm xi măng vào thì kết quả rất là tốt. Thế dựa trên cái cơ sở đó thì là chúng tôi cũng áp dụng vào những cái trường hợp khác. Nói ví dụ như là đây là một cái trường hợp cũng có metastase phổi, hạch trung thất, rồi thì là thân đốt sống. Phải nói là các cái tổn thương nó rất là nát. Bệnh nhân tức là phổi thì cũng đầy tổn thương, trung thất thì cũng rất là nhiều hạch, và một nửa cái thân đốt sống, nửa thân đốt sống ở đây là bị phá hủy. Thế và bệnh nhân này đau, có thể nói rằng là mức độ đau là 10 trên 10. Tức là bệnh nhân suốt ngày rên la và chỉ muốn là chết thôi. Và nhưng mà bệnh nhân này thì lại là trong một cái gia đình rất là gia thế và vô cùng có điều kiện. Sau khi điều trị chán chê mê mỏi ở Mỹ thì là đau quá thì là bay chuyên cơ riêng bay về. Mỗi cử động của bệnh nhân này là xung quanh là có 5-6 người, trong đó có bác sĩ gây mê ở bên cạnh. Ở đây trên cái hình ảnh này chúng ta cũng thấy chụp tình cờ thôi nhưng mà thấy hết. Tức là có bác sĩ gây mê bên cạnh, có bơm tiêm điện, rồi thuốc giảm đau 2-3 loại khác nhau. Và mỗi cái cử động là rất nhiều người phải chăm sóc. Thang điểm 10 trên 10 và lúc nào cũng chỉ mong muốn là chết này. Thế thì chúng tôi với những cái bệnh nhân mà rất có điều kiện như này thì là chúng tôi không làm theo cái kiểu hoang dã như cái bệnh nhân trước nữa. Không làm cái kiểu chỉ bơm xi măng nữa. Mà chúng tôi thực hiện cái biện pháp tức là đầu tiên thì có một cái kim diệt khối u bằng RFA. Và cái kỹ thuật mà diệt RFA này cũng phải hết sức thận trọng, bởi vì là cái quầng nóng ở xung quanh cái kim đấy nó diệt khối u nhưng mà đồng thời nó có thể tổn thương tủy. Thế nên là phải hết sức thận trọng để diệt được khối u nhưng mà phải bảo vệ được tủy. Thế đây là cái hình ảnh của cái kim của RFA. Thế còn thì sau khi diệt RFA sau đó thì bệnh nhân được di chuyển sang bên bàn chụp DSA. Trên cái bàn này thì là chọc một cái kim vào để bơm xi măng. Rất là may mắn là cái xi măng phủ toàn bộ cái thân đốt sống, tức là làm cho cái thân đốt sống này nó vững lên, nhưng mà lại không bị fit vào cái thành sau của thân đốt sống. Đấy là một trong những cái tiêu chí thành công của cái kỹ thuật, và bắt buộc chúng ta phải đạt được những cái tiêu chí đó. Trong cái kỹ thuật này thì đốt có nhiệm vụ là diệt cái khối u, nhưng mà không được làm tổn thương tủy sống, còn bơm xi măng có cái tác dụng làm cái vững cái khối u. Và cái bệnh nhân này thì là cái kết quả có thể nói rằng là về mặt giảm đau ấy thì chỉ có mỗi một cái từ để dùng đó là vô cùng ngoạn mục. Tức là bệnh nhân đi vào cái bàn can thiệp trong một cái tình trạng đau VAS 10 trên 10. Ngay sau khi can thiệp bệnh nhân ngồi được dậy và VAS còn là không. Bệnh nhân này hoàn toàn tự chủ. Sau đó là người ta tự chủ cho đến khi mà ra đi 2 tháng sau đó. Rõ ràng là cái thủ thuật này thì nó không kéo dài được cái thời gian sống của bệnh nhân. Nhưng mà nó tham gia rất tích cực vào cái quá trình điều trị chăm sóc giảm nhẹ. Và cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân có thể nói là ở cái mức độ tuyệt vời sau khi can thiệp. Đây là một cái bệnh nhân khác, một cái bệnh nhân 67 tuổi, ung thư di căn. Và ở trên cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính này chúng ta thấy là cái cánh chậu ở bên phải ấy, bình thường nó là một trong những cái cấu trúc mạnh nhất trong cơ thể, khỏe nhất trong cơ thể. Bây giờ thì là nó chỉ còn mỏng như là cái tờ giấy đấy. Khung chậu thì mất vững, thế cho nên là bệnh nhân này đau VAS 9 trên 10. Bệnh nhân vẫn có thể là nhúc nhắc cử động được nhưng mà không thể đi lại, và cái đau đớn phải nói ở cái mức độ khá là khủng khiếp. Bệnh nhân này không có điều kiện cho nên là chúng tôi xin lại cái kim của cái bệnh nhân trước và thực hiện hai cái biện pháp cùng nhau, tức là một là đốt khối u, cái kim ở nhỏ nhỏ phía trên đây là cái kim RF để đốt cái khối u, và kim ở phía dưới là để bơm xi măng. Và cái hình ảnh nếu như mà nói về bơm xi măng ấy thì hình ảnh này xấu hơn rất nhiều so với hình ảnh trước. Đấy, mà xi măng nó loang lổ ra và nó len lỏi vào các cái thớ của xương. Đấy, trông thì là rất là xấu nhưng mà đây lại là mục đích mà chúng tôi cần phải đạt được. Tức là do cái xương chậu nó bị phá hủy rất là nhiều rồi, bây giờ cái xi măng này vào ấy thì không được phép là để cho cái xi măng nó dồn lại thành một cục. Mà nó càng loang vào nhiều các cái ngóc ngách khác nhau thì nó càng có cái tác dụng là giữ vững cho cái xương chậu. Bệnh nhân này sau khi làm xong ấy thì là chính bản thân bọn tôi cũng không thể tin được là tác động của nó đến cái mức độ nào, cho nên là cho bệnh nhân cử động và test dần dần. Đầu tiên thì nhấc chân lên
Thế bệnh nhân nhân được, cái đấy là một điểm đáng mừng. Trước đó bệnh nhân không thể làm được cái động tác này. Sau đó cho bệnh nhân đứng dậy được, và bệnh nhân đứng dậy được có thể nói rằng là cái hạnh phúc vô bờ bến đối với chúng tôi, chứ chưa nói gì đối với cả người bệnh. Những cái trường hợp khác di căn đối với cả cột sống thì cái này như tôi nói về trước ấy, là một cái thách thức rất là lớn, và hiện nay thì chúng tôi chưa có một cái phương tiện hữu hiệu, đấy là diệt khối u bằng áp đông. Áp đông có nghĩa là chúng ta đưa một cái dụng cụ vào và làm cái chỗ đấy nó thành cái cục đá. Thế thì cái áp đông này nó có cái tác dụng diệt khối u, nhưng mà nó an toàn rất nhiều so với cả cái phương pháp là nhiệt, bởi vì là áp đông thì nó không gây ra cái hủy hoại rộng ở xung quanh. Đây là cái trường hợp khác, tức là một cái di căn ở cái vùng cổ, và có thể nói rằng là cái đau nhìn cái khối vết thương này chúng ta cũng thấy là cái đau nó rất là khủng khiếp. Thế nhưng mà điều trị bệnh nhân này thì là đã hóa chất, đã xạ trị, và chính vì cái xạ trị cho nên vết thương không thể liền được, loét sau xạ là chịu, chỗ đấy nó cứng như mo cau ấy. Những cái trường hợp khác tương tự cũng vậy, đây là cái trường hợp mà xạ trị rất là nhiều, cái da ở đây nó cứng nhắc và bệnh nhân đau ở một cái mức độ có thể nói là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Thế thì cái đối với cái vùng này ấy, thì cái cấu trúc anatomy mà liên quan đấy là cái đám rối cổ nông. Đám rối cổ nông này nó là các cái thành phần của đám rối cổ và đi ra bờ sau cơ đòn trũng, và chúng ta có thể là kiểm soát, có thể nhìn được cái đám rối cổ nông này hết sức là dễ dàng ở trên siêu âm. Cái mốc của nó là cái cơ ức đòn trũng, cái bờ sau của cơ ức đòn trũng thì nó có một cái đám mỡ mà nơi đám rối cổ nông đi qua. Thế thì cái này thì chúng tôi có thể định vị được rất là dễ dàng trên siêu âm. Đây là cái mũi kim. Mũi kim chúng ta đưa vào cái vùng đám rối cổ nông và bơm phồng lên. Sau khi bơm vào lidocaine bệnh nhân hết đau thì là cái động tác rất là đơn giản, đấy là lau dọn cho cái vết thương, dọn dẹp là có thể làm một cách hết sức là dễ dàng. Thế sau đó thì sau khi làm cái test block hết đau thì chúng tôi quay trở lại với thỉ hai, tức là tiêm cồn để diệt cái đám rối cổ nông vĩnh viễn. Bệnh nhân này thì là 6 tháng sau thì cũng tử vong. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những cái ngày tháng cuối cùng của họ là những cái ngày tháng mà họ không bị dằn vặt vì cái đau này nữa. Đây là một cái bệnh nhân hiện nay thì chúng tôi vẫn còn đang điều trị, bệnh nhân hoàn toàn vẫn còn đang sống. Cách đây 5 tháng thì là bệnh nhân phát hiện ra khối u ở đỉnh phổi trái và đã được phẫu thuật bằng cái kỹ thuật VAT đấy, có cái đường mở ngực nhỏ. Thế sau khi mà phẫu thuật xong ấy thì phải nói rằng là về mặt ung thư là rất là tốt, khối u đã được lấy đi hoàn toàn. Thế nhưng mà cái hình ảnh ở đây chúng ta thấy là cái phổi ấy, cái khối u ấy thì đã được lấy đi, thế nhưng mà nó có cái dính ở cái vùng màng phổi, ở cái vùng đỉnh phổi này. Thế và bệnh nhân thì cũng đã được điều trị hóa chất, rồi kiểm tra lại hoàn toàn không có các cái dấu hiệu gì của cái tồn dư của cái khối u, cũng như là đến thời điểm này thì hoàn toàn không có dấu hiệu tái phát. Nhưng mà vấn đề là bệnh nhân đau rất là dữ dội, và một ngày phải dùng đến 6 ống morphine, cứ 2 tiếng là phải tiêm một lần, ngoài ra thì còn gối vào rất là nhiều NSAID nữa. Vấn đề lâm sàng là gì? Vấn đề lâm sàng là bệnh nhân có cái hội chứng Claud Bernard Acne, giống như là cái trường hợp mà tức là bị xâm lấn và chèn ép vào cái vùng hạch thần kinh giao cảm cổ đó. Cụ thể tức là bệnh nhân bị đau nửa mặt trái, có sụp mi, đau vùng cổ, đau vùng ngực và cánh tay. Thế thì cái trường hợp này thì nó chẳng liên quan đến một cái cấu trúc thần kinh cụ thể nào cả, tức là cũng chẳng liên quan đến đám rối cổ mà cũng không hẳn là dây thần kinh liên sườn. Thế nhưng mà tập hợp lại tất cả những yếu tố này thì nó liên quan tới một cái cấu trúc thần kinh giao cảm cổ. Tức là sau cái phẫu thuật nó bị viêm dính ở cái vùng đỉnh phổi, tác động vào cái chuỗi hạch giao cảm cổ ngực, tức là cổ hạch sau của cổ và cái hạch ngực 1, ngực 2. Cho nên là người ta dùng cái tên nó gọi là hội chứng đau vùng phức hợp, CRPS, cái Complex Regional Pain Syndrome. Với cái hội chứng đau vùng phức hợp này thì cái cách thức điều trị vô cùng là phức tạp và nó phải phối hợp nhiều các cái biện pháp khác nhau. Đầu tiên thì là chúng tôi tiêm vào các cái hạch giao cảm cổ dưới hướng dẫn của đây là cái hình ảnh của dưới CT, nhưng mà trên thực tế thì là chúng tôi làm dưới phương pháp của siêu âm. Thế và cái bệnh nhân này thì là khám lâm sàng có một cái dấu hiệu cũng rất là đặc thù, tức là khi mà sờ tay vào vai của bệnh nhân ấy thì cái vai đấy nó lạnh như là cái hòn đá ấy. Mà cái này thì là đúng là lúc đầu chính bản thân bọn tôi cũng không để ý khám, nhưng mà vợ bệnh nhân nói rằng là cái anh này rất là lạ, tức là kể cả sờ bên ngoài áo
cái bên vai bị đau ấy, nó lạnh như là anh ấy giấu cái hòn đá ở phía dưới, khám vào y như thế, đặt tay vào thấy là lạnh, lạnh băng như là như hòn đá ở phía dưới. Sau khi mà tiêm hạch sao của cổ xong ấy thì là mặt và vai là ấm lên, thế và cái rối loạn vận mạch của cái vùng vai là được thay đổi. Thế và đối với cả vùng tay và thành ngực thì là chúng tôi block bằng cái block bằng hướng dẫn của CT, chọc dưới hướng dẫn CT vào cái thành bên của cái thân đốt sống ngực 2. Thế và sau khi tiêm xong ấy thì là cái rối loạn vận mạch nó cũng có thay đổi và cái cảm giác đau ấy nó có giảm bớt. Trường hợp này thì không phải là bằng một lần mà có thể là điều trị được. Hiện nay thì là chúng tôi vẫn đang theo dõi tiếp cái bệnh nhân này. Sau khi diệt hạch cổ, diệt hạch block hạch giao cảm ngực 2, triệu chứng đỡ đi khá là nhiều. Thế và bệnh nhân này thì là hiện nay vẫn đang tiếp tục được điều trị. Cái nghiện morphine ấy, thì là có, bệnh nhân này có biểu hiện của nghiện morphine. Thế thì hiện nay thì là đã ngắt được rồi. 2 tháng nay là bệnh nhân hoàn toàn không phải dùng một chút morphine nào cả. Nhưng mà vấn đề đau vẫn còn ở cái dây thần kinh cánh tay. Thế sắp trong mấy tuần tới thì là chúng tôi sẽ làm tiếp cái block dây thần kinh cổ 7 và ngực 1. Bây giờ sẽ tác động vào, bây giờ thì nó lại rất khư trú, nó chỉ còn đau có một cái giải ở phía dây thần kinh trụ thôi. Cho nên là còn một phần nữa chúng tôi sẽ phải làm trong tương lai. Đấy là cái block dây 7. Để có những cái lần mà block rồi hết đau hoàn toàn, nhưng mà đối với dây 7, đối với cổ 7, rễ cổ 7 thì chúng tôi vẫn chưa dám là diệt, bởi vì là diệt nó bệnh nhân sẽ liệt mất các cái cơ ở mặt trong của cẳng tay. Cho nên là trường hợp này chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là đến giai đoạn này ấy thì bệnh nhân cũng rất là happy, bởi vì đã thoát được khỏi cái chế độ dùng morphine và cái đau thì đã giảm đi rất nhiều, và cái dấu hiệu rối loạn vận cảm, rối loạn vận mạch giao cảm ấy thì là đã hoàn toàn hết, hai vai là hồng ấm như nhau. Thế thì đối với cả cái vấn đề điều trị giảm đau ấy thì chúng ta biết rằng là Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cái khuyến cáo về cái bậc thang điều trị giảm đau. Cái đầu tiên thì chúng ta dùng NSAID. Cái bậc thang thứ hai thì chúng ta dùng đến các cái thuốc là opioid mà đường uống, sau đó thì opioid đường tiêm. Thế nhưng mà các cái trung tâm về ung thư trên thế giới mà lớn nhất đấy là MD Anderson thì họ đưa ra thêm cái bậc thang thứ tư, tức là cái bậc thang về can thiệp, các cái biện pháp can thiệp tại chỗ với cái mục tiêu là bệnh nhân phải thoát khỏi hoàn toàn cái nỗi đau. Và hiện nay thì ở MD Anderson thì họ duy trì cái triết lý này rất là rõ ràng, và bệnh nhân ung thư của họ quả thực mà nói là không có khái niệm là đau đớn nữa. Cái này cũng là một cái thành công rất là lớn của họ. Thế và thậm chí là MD Anderson ấy thì là người ta cũng nhấn mạnh thêm cái vấn đề là trong những cái trường hợp can thiệp tại chỗ mà có thể giảm đau được thì tại sao chúng ta lại không đưa nó ở một cái giai đoạn là sớm hơn. Đấy, nói ví dụ bây giờ chúng ta thấy là có một cái ung thư phổi điều trị rất tốt, nhưng mà có cái di căn của cái thân đốt sống chẳng hạn. Thế thì chẳng đợi gì đến cái mức độ chúng ta phải dùng morphine thì chúng ta mới diệt cái khối u đó, mà chúng ta sẽ phải diệt nó rất là sớm. Thế cho nên là MD Anderson thì họ cũng đưa ra cái triết lý là nếu như chúng ta gần như là chắc chắn rằng có thể là tác động giảm đau được bằng các cái biện pháp tại chỗ thì chúng ta sẽ điều trị, sẽ làm cái biện pháp đó càng sớm càng tốt. Tóm lại là như thế này, tức là đối với cả cái đau trong ung thư phổi ấy, thì chúng ta phải khẳng định rằng là bản thân khối u phổi không đau, nhưng các cái di căn thì sẽ rất là đau và nó tạo ra một cái bệnh cảnh rất là phong phú, và chúng ta cần phải thực hiện các cái biện pháp tương ứng với cả những cái tổn thương mà chúng ta gặp phải. Ví dụ tại chỗ thì chúng ta có thể là diệt khối u, có thể tiêm xi măng, có thể là cao hơn nữa thì chúng ta diệt đám rối, và cao hơn tí nữa thì là chúng ta có thể là đặt các cái catheter nội tủy. Cái catheter nội tủy này thì ở Việt Nam chúng tôi là cũng chưa dám thực hiện nó, bởi vì là các cái điều kiện chăm sóc nhiễm khuẩn của chúng ta và cái cơ sở hành lang pháp lý là chưa có. Thế trên là có những cái tình trạng mà bệnh nhân ở cái giai đoạn cuối đời họ đau một cách rất là khủng khiếp. Thì lúc đó chúng ta đành là phải dùng các cái giảm đau qua đường tĩnh mạch. Và rõ ràng là giảm đau qua đường tĩnh mạch thì kèm với giảm đau bao giờ cũng có những cái biểu hiện của thần kinh trung ương. Đấy, bệnh nhân cứ lơ mơ ngây ngất cho đến cái ngày chết, cái đấy cũng không phải là một cái điểm tốt. Mà trong tương lai ấy thì cái intrathecal này là cái mà chúng tôi sẽ hướng tới, sẽ cần phải làm cái này. Thế và
Hơn thế nữa, tức là cái giảm đau này là một cái nhiệm vụ của tất cả chúng ta, tức là của tất cả các cái chuyên ngành. Để tôi nói cái trường hợp mà cụ thể là như thế này, tức là ngay kể cả ở bệnh viện ca thôi, có những cái bệnh nhân là bị đau, thế sau đó thì là đến khám bệnh và người ta nói rằng là tôi đọc ở trên báo chí tôi thấy là có biện pháp này biện pháp khác, thế nhưng mà ngay kể cả nhân viên trong bệnh viện có khi cũng không biết để mà có thể là hướng dẫn cho cái người bệnh. Thế cho nên là cái điều trị giảm đau nó là một cái điều trị đa chuyên ngành khác nhau, có thể là dùng thuốc, có thể là xạ trị, có thể là nghiệm pháp tâm lý, rồi thì là phục hồi chức năng. Và trong cái mảng đó thì là dần dần xen kẽ vào có những cái trường hợp rất là có hiệu quả, đấy là các cái biện pháp can thiệp dưới các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đồng nghiệp.